đâu biết là siêu bíp nhỏ ở dưới đây. Quạt quạt cho hai người này nè. Đó, mình rưới lên. Nếu mà ai mà muốn làm này thì hỏi mình nha. Rồi. Inbox mình nha, mình sẽ chỉ cho mấy bạn cách làm hết. Bằng cách để chín chín hả? Test rồi thư. Em bánh gà luôn đi luôn ơi. Không có thơm. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Gác Bếp Miền cuối tuần Gác Bếp Miền Tây được nghỉ cho nên cho hôm nay Gác Bếp Miền Tây sẽ làm món chân gà nướng. Bây giờ chúng mình cùng đem mua đồ để làm thôi. Rồi thôi. Gà bánh gà cổng chân. Gà nó bao dính trong nhà bác.
Ôi trời ơi. Hồi nãy giờ đi mệt quá rồi, mỏi chân. Cái ngồi hết. Ngồi mà mỏi chân. Ngồi hết mỏi chân rồi. Chị đổ cái chân ra đi. À, cái bàn. Bàn. Hai cái bàn. Cái bàn. Chiếc cái giò lên. Chiếc cái giò đi. Con anh ba. Ủa vậy hả Sớm? Chị bọng á hả? Ở người đã bọng dưới hả? Chợp. Chợp. Con làm chị cái ghế cơ. Con làm gì ạ? Kì có khăn đó kìa. Cô ba ấm ướp đi cô ba. Nghe cho hai 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 siêu đồ bếp này, tí hon này vào bếp ngồi ở đây. Nghe giang hầu đồn là hai này nấu nướng ngon lắm, mà không biết ngon không đây. Ngon không? Tỏi chiên. Ồ. Có luôn ạ. Tỏi này tỏi cô đơn hay chị? Ờ, tỏi tươi bệnh á. Tỏi cô đơn là tỏi gì? Nè, tỏi con củ á. À. Nó có mình đó à. Nó gọi là cô đơn. Ra nhiều tép. Tỏi đó ăn trị bệnh, người ta ngâm rượu người ta ăn trị bệnh. À đúng rồi. Hồi đấy em chưa ăn tỏi này luôn á. Vậy hả? Vô. Lên. Vậy gì? Con dao á. Bây giờ mình sẽ cắt cánh cho bên kia nó ướp đi chị. Trời ơi. Quá chứng hôm nay này nó vô cho anh Mường cái gian giúp nhà tôi. Ha, trời ơi. Lên đây, cánh gà chân gà của cô ba Cương chưa xong mà. Ồ, rồi cô ba kêu tăng tí cho cô ba Cương. Mình làm vậy á, cho ướp nó thấm, ăn nó mới ngon. Wow, xinh quá. Đúng là xưa rồi biết nhí có khác ha. Cũng bình thường thôi. Rồi, rồi, vậy hả cô ba? Dạ. Vậy khỏi. Rồi, ô bên kia quá, chừng tỏi luôn kìa. Dạ ai ướp? Ai ướp hả? Rồi. Ai ướp cũng được á. À, vậy hả? Em không dành đâu. Ừ. Lấy kéo cắt con. Giờ mình sẽ đổ nước sốt ướp thịt lên. Ủa Thư thuận tay trái hả con? Có khi nào đứt làm hai không cô ba cơm? Không đâu, trời em tay khéo mà chị. Giờ mình sẽ bỏ bọt ngọt vào. Chắc như đây cũng là vừa. Thôi hết luôn đi. Còn có bao nhiêu quả mẹ. À mình sẽ bỏ muối, một tí muối. Ủa này bỏ muối hả? Phải bỏ cho đừng có bị bú cổ. Thiếu iốt đó chị biết không? Những người mà bị bú cổ là thiếu iốt đấy. Trời ơi. Mình bỏ một tí đường. Tí thôi hả? Nói một tí chứ đâu phải một tí quá. Giờ mình khuấy đều lên nha. Nó đại đầu bếp và siêu đầu bếp lớn sẽ đứng nhìn cho đại đầu bếp và siêu đầu bếp nhỏ ở dưới đây. Quạt cho hai người này nè. Đổ vô, trời ơi. Mình gấp cho lịch sự mà. Trời ơi, thôi, quá lịch sự luôn rồi. Ừ, hé xong đổ vô hết lượt đi, trộn lên ta mấy này á. Mình thông minh mà. Phút cuối rồi đó. Phút 90 giờ hết lịch sự rồi. Đó, mình rưới lên. Nếu mà ai mà muốn làm này thì hỏi mình nha. Thôi rồi. Đi bóp mình nha, mình sẽ chỉ cho mấy bạn cách làm hết. Bằng cách comment. Cái comment à? Mấy bạn phải chia sẻ và subscribe, đăng ký video và nha. Đăng ký video. Mình mới chỉ, còn không thấy thì mình không chỉ đâu. Cho cái bí quyết ra rồi. Đây là từ ông nội mình truyền lại đấy. Rồi, đã được biết xong thì đưa siêu được biết vô. Thắng mẫn hả?
Ừ đó, thấy chưa, là mình là mình ướt nó quen tay rồi đó. Ủa bánh ướt làm vậy luôn hả? Không, có bì á. Bì á hả? Nghe không, cái là đại đâu biết chỉ kia làm ướp thôi, còn để rồi xưa biết tự xử mà. Bây giờ mấy giờ thôi? Dạ 12 giờ mấy rồi chị. Em mình coi mình ướp tới 2 giờ mình nướng được rồi. Bây giờ mình rửa xong rồi mình bắt đầu gọt ra rồi xiên que nha. Để hai đứa em phụ chị nha. Bây giờ chị làm trước một cái đi rồi tụi em thấy là tụi em làm theo chưa? Rồi bây giờ mình cắt cái cuốn ra nha. Chị Hư ở đây có bột nè, chị Hư lấy cái đó bỏ vô bột đi. Rồi bây giờ mình cắt hết rồi nè. Giờ chị cắt xong rồi chị qua chị phụ mấy em chứ? Phải phụ chứ. Cắt ở đây. Để sau nào? Mấy sau nào mà xỉa rồi thì bỏ qua đây đi. Không biết bây giờ mấy người kia tới chưa ha? Chắc mấy người kia đang chuẩn bị tới á. Nướng chưa? Ồ, có ba cương tới vậy. Dạ, chuẩn bị nướng. Nè, thay nè. Nhưng mà tụi em đợi than cho nên giờ chưa nướng nữa, đợi than. Than nè. Có than luôn rồi. Bây giờ chúng mình bây giờ mình đi ra. Đi nướng luôn đi. Đi nướng luôn. Vậy bắt bếp trước đi. Hay để đây đi, đi ngồi bắt bếp. Để đi. Rồi còn than ấy quên cách nhà đâu. Rồi chạy ra đằng nhà của ba con lấy nước ngọt mệt quá à. Ủa mà anh 20 ly đá về chưa? Chưa. Chưa hả? Nè em mới lấy được tí mật ong nè. Pha chế sao chị Cương? Thì dắt chanh với bỏ miếng dầu ăn vô. Rồi đây. Phải lấy một con vào. Yeah. Ui, mới nhắc mà nước đá tới luôn rồi. Không nghe tiếng dép hả? Hút cho hả đi. Dạ. Hút cho luôn, miễn phí luôn. Ui. Rồi, bây giờ mình lại đem mình pha chế nha các bạn. Trời ơi, ngon dữ vậy cả. Giờ mình nhắc chân. Tới nào cứu hộ mà. Thư lấy bây giờ mình... Tới hồi nào. Ủa, lấy cho ăn chi vậy chị Cương? Để cho nó bóng, chứ đừng có cho nó khét. Mật ong nhiều nó sẽ bị ngọt, nó sẽ khét. Mình lấy dầu ăn. Ủa, có mật ong nữa hả? Đúng rồi, mật ong nhiều. Mật ong để tét lên gà đấy. Cái quậy luôn này có ba con. Trời ơi, cây da tiền luôn ha. Cái sao? Ồ, chanh thơm. Cái đời, ông cố nổi tiền vậy. Giờ than đốt xong rồi nè, giờ đem đầu ra nướng nè. Đem dĩ ra. Để như nè, Thư sắp xếp cho đẹp. Nước chân trước hả? Chảy nước mắt. Thư hả? Thư chảy nước mắt hả? Chạy tin được không? Sớp 9191 còn cầm. Chạy tin được không? Sớp 9191. Ơi, Trường Giang nó nhập. Trường Giang nhập mấy này rồi. Ê, chị gắt cho. Chị mi gắt cho. Giận quá ta. Rồi bây giờ mình chấm mật ong nha mấy bạn. Quay cái miếng này lại thôi. Quay cái này lại. Trời ơi, thơm quá trời. Chị rớt nghe cô ba Cương. Xây lên cho bề mặt. Trời ơi. Thơm quá. Thơm gì mà thơm dữ vậy trời. Đứa này gấp, đứa kia đem đầu nướng vô tiếp. Lưng đem đầu nướng chứ tao đem làm gì. Mà sao? Ở đem cái đầu nướng vô. Kém trong mình quá. Đem cái đó vô nướng tiếp. Trời ơi, con nhận. Lưng này nó ngồi nó ngơ ngác. Nó ngơ ngác không biết gì con ơi. Ý là cô ba Cương kêu đem chân gà vô để lên nướng tiếp á, biết không? Trời ơi, để thẳng hàng bà ơi. Bà xíu. Ủa sao? Sao Cương lấy cái ghế Cương để cái dĩ đó Cương? Bi, trợ lý. Đưa đây mi bông cho. Trợ lý đây. Ủa?
Bưng luôn hả? Không lấy ghế nữa con, lấy ghế cho nó lấy con khỏi bưng cho nó mệt. Để con bưng cho. Để có trợ lý bưng. Thơm quá. Xem cánh gà lên luôn đi. Để đây coi chừng nhả nha. Để bên hông hả đi. Để sắp dầm dầm bên hông. Ê từ từ đừng có nhét. Cái thằng này ẩu thì chứ mày. Đây nè. Ừ để hông đi. Bây giờ em trở cho nó đều đi ha. Ở vô đồ rồi. Giỡn cho cố vào vào nó vô đồ. Gì? Gà nướng đi mọi người. Nhiêu cánh? Chị mua giùm em đi chị. Nhiêu gà cánh hả? 20 ngàn thôi. Nghỉ khỏe đi. Cánh gà em nướng mật ong đồ á chị. Nước ướp của em là hàng xịn không đó. Hàng xịn luôn đó chị. Mentina hay gì? Dạ. Ờ Mentina hả? Dạ luôn. Có đậu bắp nữa chị. Chưa nướng xong. Thơm của anh Khác. Chị đừng có nghĩ quán cho em cùi bắp nha chị. Khác không cô bà Cường? Thấy giống khác không cô bà Cường rồi. Này chị quét rồi. Đậu bắp. Thơm quá ổng quý à. Thơm quá. Dạ. Cô bà Cường mà. Với về chị Thư mà. Ngon má. Ngon. Thầy ơi à. Hạnh phúc quá rồi. Thật ra hạnh phúc quá. Vậy là Cương đi bán được rồi phải không? Cương bán được rồi. Cương với Thư giờ hai đứa hợp tác bán là ngon rồi. Trời ơi được cái Thư. Ngày mai nghỉ học mẹ đi. Hả? Nghỉ học đi bán kiếm tiền. Cô xin. Chắc là miếng dưới này đã nấu ăn không thua gì bá nữa. 9 với 10 á. Ồ. 10 luôn. Vì có cái là mới bé mới món bé này thiếu. Nhín thịt đường lại, đường quá ai ăn chứ đất ngon. Nít mà hảo ngọt mà. Rồi, nít hảo ngọt. Ngon lắm. Này để con bóp chương nhí này ra mở hàng bán cánh gà nướng chiên gà nướng nè. Cánh gà chiên gà. Trời ơi con bán chắc 1 giờ hết quá. Lỗ luôn. 12 giờ bán 1 giờ hết luôn. Em à xin thử. Ngon không? Ngon không? Dạ cá nước lắm á. Con nướng này cơ. Có nước không? Ngon không? Thôi, được rồi. Rồi, sao hết à? Rồi, thôi vậy được rồi. Nè, lên thử không? Các bạn thấy đẹp không các bạn? Các bạn thấy đẹp không? Mít cơ quý, lại quay rõ về mít cơ quý. Mít cơ quý hả? Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Lên xe. Lên đây. Lên đường. Lên đường, không phải lên xe. Hẻ vô. Đi bộ đi. Bóc đi. Bóc đi là bóc gì đi. Nè. Ngon lắm. Ăn thử rồi của bà Cương à. Với thành phần được. Ngon lắm. Tháng Cương. Ừ. Chưa. Để nó tự mình. Ơi, một ông không? Đó, thấy chưa? Ngon. Thấy chưa? Có mật ong phải không? Có mật ong đã. Này của bà Cương này cho mật ong mà không của bà Cương đâu có bỏ đâu, đúng không? Thắng Cương có nước rồi hả Cương? Cái gì nó da mà nó giòn đảo lắm các bạn. 10 điểm. 100 điểm. 1000 điểm. Cuốn này là hồi khẩu trương á. Trời 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 trời. Kén hả? Sao có mình hết thế?
mày không biết mày trưởng thành chưa luôn á. Nói năm cũng làm. Không biết không làm. Uống cho nhiều. Này có lưng hả? Lấy muối mà pha chanh ngon lắm. Chấm vô hả? Ừ, ngon. Này có nè. Hả? À. Này vừa ăn rồi chấm gì nữa cơ? Mày đúng rồi. Mà ngon lắm. Nữa không có ba Cương làm gì mà không có mật ong hả? Giống như em làm đơn giản. Ủa sao mày làm ngon đậm đà? Nó có gì ngọt lúc bên ngoài bên trong nó bên trong bên ngoài nó gì thịt nó không có khô ngon thiệt không chắc rồi. Má bán ngọt nó không giống, nó dốc không, má ngọt má ăn khí thế luôn, má ăn đi má hoi nha. Người Nguyễn Thư nó ngồi im nghe luôn ta. Không có nhận ghét không? Các bữa đệ nó cần quy đi nào. Vô. Vô. Quá trời, nay chơi tới chén luôn. Lâu lâu phải đổi nha. Lâu lâu phải đổi cái đồ đựng nước uống chứ. Chứ để đi hoài chán lắm các bạn ạ. À. Cái tiền Úi trời ơi, ngon thế nhỉ. Trời ơi, nó dai kìa. Gương mặt biểu cảm lưng lâm. Có tiền, có tiền. Đâu quảng cáo à. Có tiền rồi, không có anh ba đi. Được, cũng tới tiền rồi. Ngon không? Ngon quá. Nè. Ồ. Thịt nó thấm. Ngon. Nó dai quá, lạ. Đã đâu biết ngồi im re luôn, không nói gì hết đâu đâu biết nhé. Là mệt quá hả? Này của lưng ha. Ừ. Không, tại cái này nó ngắn gì á. Không, của lưng á. Mình đang xé cái tết tiện. Nàng nãy nó tới tiện nào nó cũng tới tiện nữa. Hai này nó ăn mạnh quá trời luôn Cương ơi. Má tuốt mạnh quá. Ba thôn nữ này tuốt không mạnh gì trơn hết rồi á. Sao nha Thư? Dạ. Xong tuốt không mạnh gì trơn hả? Là mệt quá ăn không nổi phải không? Cực quá mà. Hai mình đi tá tiêu quá cũng cực nè Bi. Thôi cận nhiều đồ bắp ăn hết luôn. Mạnh quá. Đồ bắp ăn có không à? Bi không biết ăn đậu bắp hả? Đi ăn đậu bắp nào ngon hay bắp. Bi nó không biết ăn mà. Bầu nước xương kìa các bạn ạ. Còn cục xương hộp là to lớn. Thôi mình kết thúc video tại đây, các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe, chia sẻ cho kênh Gác Bếp Miền Tây có thêm động lực để làm những video khác. Chào tạm biệt các bạn. Thôi cảm ơn cúc cúc luôn.